nhà xuất bản âm nhạc Việt Nam và tiếng Việt Văn Từ An Giang xin hân hạnh giới thiệu kịch bản Tình cảm tâm lý xã hội Yêu và Ghen, tác giả Thanh Kim Huệ, Thanh Điền chỉ huy dàn dựng, Hoài Nhân Quỳnh Vũ thực hiện với các nghệ sĩ Minh Dương, Thanh Kim Huệ, Kiều Hoa, Dương Thanh, Hồng Nga, Minh Tiến, Kiều Lan, Lâm Hùng, Phương Loan, Trường Xuân, Mai Lan và Danh Hề Bảo Quốc. Anh về nè em ơi, em đâu rồi em?